Các em thân mến, hình ảnh bác sĩ gắn với chiếc ống nghe chắc hẳn rất quen thuộc với các em. Ống nghe giúp bác sĩ nghe được âm thanh trong cơ thể chúng mình tốt hơn. Ống nghe thông thường có hình dạng chữ Y, gồm một bộ màng nghe nhỏ gắn với tai nghe bằng hai ống nối, là loại ống nghe phổ biến nhất hiện nay và do ngài David Lipman, người Mỹ sáng tạo vào năm 1961. Để nghe được nhịp tim, bác sĩ chỉ cần ấn nhẹ vào máy nghe, tiếp xúc với vùng da ở tim. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau làm một chiếc ống nghe để nghe âm thanh được tốt hơn các em nhé. Để làm được ống nghe, chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản như sau. Một chiếc kéo, một tờ giấy A4 có màu, một cuộn băng dính, thước kẻ, bộ chuyển đổi và một cảm biến âm thanh, điện thoại. Cuối cùng là nguồn âm. Ngay bây giờ, chúng ta cùng nhau thực hiện các bước làm ống nghe nhé. Đầu tiên, các em sẽ cuộn tờ giấy A4 thành hình chiếc nón để hở hai đầu giống như ống nghe. Sau đó, các em sẽ sử dụng băng dính để cố định các cạnh của tờ giấy. Bây giờ, các em sẽ bật một bản nhạc hoặc một nguồn âm có âm lượng và các em sẽ lắng nghe âm thanh của nó khi chưa có ống nghe và sau đó lắp ống nghe lại để lắng nghe. Ở đây, cô có một nguồn âm. Các em sẽ bật nguồn âm và lắng nghe âm thanh. Bây giờ các em sẽ nghe lại với ống nghe âm thanh từ nguồn âm. Các em hãy ghi lại cảm nhận của mình nhé. Các em thân mến, để xem ống nghe có giúp chúng ta nghe âm thanh tốt hơn không, các em sẽ cùng làm một thí nghiệm kiểm tra bằng cảm biến âm thanh. Các em sẽ kết nối cảm biến âm thanh với điện thoại và mở phần mềm đo COS 7. Đầu tiên, các em sẽ kết nối dây với bộ chuyển đổi Wi-Lab. Đầu còn lại kết nối với cảm biến âm thanh. Các em chú ý đặt cảm biến âm thanh cách nguồn âm một đoạn là 28 cm. Ở đây cô có một chiếc thước kẻ. Đầu số 0 sẽ là đầu mà cô đặt cảm biến âm thanh. Nguồn âm sẽ được đặt ở vị trí 28 cm. Các em đo âm thanh bằng phần mềm và ghi lại kết quả ra giấy. Chọn chế độ đo lường dựa trên thời gian. Chúng ta chờ một chút để bộ chuyển đổi kết nối với điện thoại. Chọn chế độ là hiển thị số. Các em sẽ đo âm thanh bằng phần mềm và ghi kết quả ra giấy. Lặp đi lặp lại phép đo khi chúng ta đo có ống nghe và không có ống nghe. Đầu to của chiếc loa sẽ hướng về nguồn âm. Đầu nhỏ sẽ để đặt cảm biến. Bây giờ cô sẽ bật nguồn âm và các em theo dõi kết quả trên màn hình. Khi có ống nghe, âm thanh do nguồn âm sinh ra là khoảng 85 decibel. Bây giờ, cô sẽ nhấc ống nghe ra và các em sẽ quan sát kết quả. Khi không có ống nghe, thì âm thanh là 71 decibel. Nhìn vào kết quả đo khi không có ống nghe, các em thấy rằng ống nghe có thể giúp chúng ta nghe được những âm thanh nhỏ hơn, trở nên rõ hơn. Như vậy, chúng ta đã làm thành công thí nghiệm này. Ống nghe quả thật là giúp chúng mình nghe được âm thanh tốt hơn. Bây giờ, đến lượt các em, hãy nêu lại các bước làm thí nghiệm và thực hiện làm sản phẩm này nhé. Để thí nghiệm của các em được thành công nhất, thì hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ làm thí nghiệm trong phòng kín, yên tĩnh và không lẫn quá nhiều tạp âm từ bên ngoài nhé. Các em lưu ý làm theo các bước trong sách hướng dẫn. Chúc các em thành công!